Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào chị Phan Thị Loan. Mời các bạn vào xem livestream đi ạ. Ngày hôm nay, chủ đề livestream ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách hướng dẫn các bạn về cái cách thức để các bạn bán hàng hiệu quả trên Facebook. Và nội dung chủ đề livestream này ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn phần nào có một cái nhìn tổng quan để các bạn biết cách tạo ra cái hiệu quả trong cái quá trình bán hàng online trên chính cái trang Facebook cá nhân của mình. Mời các bạn vào xem livestream ạ. Các bạn nghe rõ livestream mình chia sẻ không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Xin chào Thu Thảo, xin chào Nguyễn Trang. Chào tất cả các bạn đang xem cái livestream này ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức để các bạn bán hàng hiệu quả trên Facebook. Với nội dung livestream ngày hôm nay sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn một cái nhìn tổng quan nhất về cái việc chúng ta bán hàng online đạt được hiệu quả cao. Xin chào Bùi Xuân. Các bạn vào xem livestream này, các bạn hãy nhanh tay chia sẻ cái livestream này về tường và mời bạn bè vào cùng xem livestream này, những bạn cùng kinh doanh online để các bạn có thêm kiến thức và kỹ năng bán hàng online hiệu quả. Xin chào Nguyễn Thị Mỹ Tiên, xin chào Nguyễn Long. Livestream mình ngày hôm nay sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức để các bạn bán hàng online trên Facebook hiệu quả hơn, để giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về Facebook cũng như là tiếp cận được khách hàng và tìm kiếm cơ hội để bán được hàng hiệu quả. Xin chào tất cả các bạn đang xem livestream này. Chúng ta vào livestream này, các bạn hãy chào nhau một chút để chúng ta gia tăng tương tác cho chính nick Facebook của các bạn, cũng như là gia tăng tương tác cho nick Facebook của Hải Ninh. Chúng ta sẽ cùng gia tăng tương tác và cộng hưởng tương tác cho nick Facebook nhé. Các bạn đồng ý không ạ? Mời các bạn vào xem livestream, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Và ngày hôm nay tất cả những bạn chia sẻ cái livestream này từ 5 hội nhóm trở lên là các bạn sẽ có cơ hội nhận một cuốn ebook. Mình sẽ gửi trực tiếp ebook cho các bạn. Một cuốn ebook tuyệt chiêu bán hàng. Bùng nổ doanh số. Mình sẽ gửi trực tiếp cuốn ebook này cho các bạn, những bạn chia sẻ cái livestream này ngày hôm nay. Xin chào Minh Thúy. Xin chào em. Các bạn có sẵn sàng nghe Hải Ninh chia sẻ cái nội dung trong buổi livestream này ngày hôm nay không ạ? Các bạn có sẵn sàng không ạ? Chúng ta hãy cùng chào nhau một chút trước khi mà mình chính thức chia sẻ cái livestream này nhé. Chia sẻ nội dung trong livestream này. Mời các bạn vào xem livestream đi ạ. Chào Minh Thúy. Xin chào Vũ Thủy. Xin chào tất cả các bạn đang xem livestream này ngày hôm nay. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn có nghe rõ không ạ? Xuyên kiểm tra chị xem âm thanh có lớn quá không? hãy vào xem livestream ngày hôm nay. Hà Ninh sẽ chia sẻ cho bạn về cái cách thức để các bạn bán hàng online hiệu quả trên Facebook. Cách thức để các bạn bán hàng online hiệu quả trên Facebook, được chưa? Ôi ồn quá không em? Xin chào Ngũ Thủy, xin chào Phạm Anh. Mời các bạn vào xem livestream ạ. Mời các bạn vào xem livestream. Ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn, hướng dẫn các bạn về cái cách thức để các bạn bán hàng hiệu quả trên Facebook. Chủ đề livestream này ngày hôm nay rất là quan trọng. Và các bạn hãy xem hết cái livestream này, xem hết đến cuối cái livestream này, và cái cơ hội để các bạn có được một cái phần quà đặc biệt nhất trong ngày hôm nay. Đặc biệt nhất trong ngày hôm nay, đó chính là một món quà. Một món quà. Các bạn có muốn biết là món quà đó là gì không ạ? Đó chính là một món quà các bạn có thể trải nghiệm một phần mềm, hỗ trợ các bạn bán hàng online hiệu quả. Và ngày hôm nay bạn nào chia sẻ nhiều nhất cái livestream này thì các bạn sẽ được có cơ hội để nhận cái quà tặng đó. Còn lại các bạn chia sẻ cái livestream này từ 5 hội nhóm trở lên là các bạn sẽ được nhận một ebook tuyệt chiêu bán hàng online trên Facebook, giúp cho các bạn bùng nổ doanh số, đấy chưa? Xin chào anh Hoàng. Xin chào anh Hoàng. Xin chào bạn Đỗ Thị Phượng. Xin chào Đỗ Thị Phượng. Các bạn đã sẵn sàng trong cái buổi livestream ngày hôm nay để nghe Hải Ninh chia sẻ chưa? Livestream ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn về cái cách thức để các bạn bán hàng online hiệu quả. Như các bạn đã biết ấy, thì việc bán hàng trên Facebook hay là bất cứ một cái mạng xã hội nào, kể cả website, kể cả Zalo hay là kể cả Shopee, thì tất cả nó đều sẽ có một cái nguyên tắc. Nó đều có những cái nguyên tắc cơ bản mà các bạn cần phải nhớ. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái nguyên tắc cơ bản trên Facebook để các bạn hiểu rõ những cái nguyên tắc này và hỗ trợ giúp đỡ cho bạn bán hàng hiệu quả hơn. Ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 phần. Phần thứ nhất là phần trang điểm về Facebook, phần thứ hai là phần về tương tác trên Facebook, và phần thứ ba là chăm sóc khách hàng. 3 yếu tố này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nó vô cùng quan trọng để giúp cho các bạn bán hàng hiệu quả trên Facebook, được chưa? Giúp cho các bạn bán hàng hiệu quả trên Facebook. Chào Nguyễn Thị Thủy. Thì các bạn đã sẵn sàng để nghe những cái nội dung quan trọng này chưa? Các bạn có thực sự muốn thay đổi cái kết quả bán hàng của mình? Các bạn có thực sự muốn thay đổi doanh thu bán hàng của mình, muốn có thật nhiều đơn hàng đi, đúng không ạ? Thì các bạn hãy nghe hết cái livestream này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, để các bạn hiểu rõ các cái nội dung trong cái buổi livestream này ngày hôm nay sẽ là cái cơ hội để giúp cho các bạn bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều, được chưa? Xin chào Trang Thương, xin chào Nguyễn Thị Thủy. Các bạn biết rằng là để mà các bạn trở nên nổi tiếng trên Facebook và có sức ảnh hưởng thì đầu tiên là các bạn gì ạ? Các bạn phải định hình cái Facebook của các bạn một cách rõ ràng. Định hình Facebook của các bạn một cách rõ ràng. Thì cho mình hỏi là trong số các bạn đang xem livestream này ở đây thì có bạn nào đang kinh doanh online, đúng không ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới. Những bạn nào đang kinh doanh online thì các bạn hãy comment xuống bên dưới. Và mình sẽ nhìn, mình sẽ xem là các bạn đang định hình Facebook của các bạn trên thị trường kinh doanh online như thế nào. Xin chào Nguyễn Thị Thủy. Thì trong cái quá trình thể hiện định vị thương hiệu cá nhân, các bạn cần phải làm nổi bật cái thương hiệu của mình trên Facebook, thì cái cách thức đó sẽ giúp cho các bạn một phần tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, hiệu quả hơn trong cái quá trình bán hàng. Không biết là bạn Trang Thương thì bạn có bán hàng hay không? Hiện tại để avatar như thế này thì cơ hội tiếp cận khách hàng nó sẽ không được nhiều, Bạn nào đang bán hàng online các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Phần đầu tiên trong cái livestream này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách thức để các bạn trang điểm trên Facebook. Những bạn nào đang xem cái livestream này mà các bạn là những người kinh doanh online thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Chúng ta sẽ chào nhau một chút nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Những bạn đang kinh doanh online, các bạn muốn biết là trong ngày hôm nay Hải Ninh chia sẻ cho các bạn về cái cách thức để trang điểm Facebook ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. chưa nổi lên em. Xem chung. Thế à? Các bạn có thực sự muốn biết là cái phương thức để trang điểm Facebook như thế nào để cho đạt được hiệu quả không ạ? Trang Nguyễn Thị Thủy, các bạn đang xem livestream của Hải Ninh, các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Hãy comment xuống bên dưới. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức để mà các bạn trang điểm được Facebook của mình đạt được cái hiệu quả cao trong quá trình bán hàng. Các bạn biết rằng là một người bán hàng, đúng không ạ? Dù là bán hàng online hay bán hàng offline, muốn thu hút được khách hàng thì chúng ta cũng gì ạ? Chúng ta cũng phải cần trang điểm. Vậy làm thế nào để mà trang điểm trên nick Facebook của mình? Các bạn có muốn biết điều này không ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn có muốn biết điều này không ạ? Mời các bạn hãy comment xuống bên dưới. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Hãy comment xuống bên dưới. Các bạn có muốn biết là cái cách thức để trang điểm Facebook của mình hiệu quả hơn hay không? Xin chào Huệ Nguyễn, xin chào Kiều Võ. Nó thực sự là rất là quan trọng trong quá trình bán hàng online. Nếu mà bạn không biết cách trang điểm Facebook của mình thì bạn có thể tiếp cận khách hàng, cái nguồn khách hàng mình tiếp cận nó sẽ bị gì ạ? Nó sẽ bị giảm và nó sẽ hạn chế. Vậy chúng ta cần phải gì ạ? Thu hút khách hàng như thế nào? Chúng ta cần phải thu hút khách hàng như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao đây? Đúng ạ? Các bạn cần phải trang điểm trên Facebook, cần phải trang điểm trên Facebook. Các bạn cần phải trang điểm trên Facebook, được chưa ạ? Cần phải trang điểm trên Facebook. Vậy thì chúng ta sẽ trang điểm trên Facebook như thế nào? Chúng ta sẽ trang điểm trên Facebook như nào? Các bạn nên nhớ rằng là thứ nhất là cái tên của Facebook rất là quan trọng. Ở đây không biết bạn Kiều Võ, bạn có bán hàng online không? Hiện tại nếu mà bạn để cái tên như thế này thì bạn bán hàng chưa thể hiệu quả được đâu. Cái tên nó rất là quan trọng trong cái vấn đề là định vị thương hiệu cá nhân. Vấn đề định vị thương hiệu cá nhân. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống bên dưới. Mời các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Các bạn có muốn biết cách thức để trang điểm Facebook của mình hay không? Các bạn có muốn biết không ạ? Đầu tiên chính là cái tên của Facebook. Các bạn phải lựa chọn cái tên là tên thật của mình, phải viết gì ạ? Phải viết có dấu để thể hiện cái sự trang trọng và lịch sự. Đúng không ạ? Thể hiện cái sự trang trọng và lịch sự trên cái nick Facebook của mình. Và mình gì ạ? Mình phải đặt một cái tên chính là cái tên trên giấy khai sinh của mình, trên chứng minh thư của mình. Các bạn có thể đặt tên đệm và tên, hoặc là các bạn có thể đặt tên đầy đủ. Đặt tên đầy đủ. Huế Nguyễn ơi, avatar của em thực sự là chưa ok. Em đang bán sản phẩm dịch vụ là gì? Em có thể comment xuống phía dưới nhé. Em bán sản phẩm dịch vụ là gì? Em có thể comment xuống phía dưới. Được chưa ạ? Vì để avatar này chưa thu hút được khách hàng. Chưa thu hút được khách hàng. Thì đầu tiên chính là cái tên của Facebook. Các bạn phải trang điểm nó để cho cái tên này nó hấp dẫn ngay từ khách hàng. Hấp dẫn ngay từ khách hàng. Tất nhiên là mỗi người chúng ta đều được bố mẹ đặt cho một cái tên, đúng không ạ? Và các bạn hãy lấy tên theo giấy khai sinh của bạn, theo chứng minh thư của bạn là cái tên hiệu quả nhất để mà các bạn truyền tải thông điệp các bạn đến khách hàng. Ví dụ như Nguyễn Thị Thủy thì bạn có thể đặt là Nguyễn Thủy hay là Thủy Nguyễn, đúng không ạ? Là tên thật của bạn. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo được cái hiệu quả bán hàng tốt hơn. Cái tên của bạn người ta sẽ cảm thấy tin tưởng hơn, thay vì bạn đặt một cái tên tiếng Anh hay là bạn đặt một cái tên mà không có dấu, nó sẽ không gì ạ? Nó sẽ không truyền tải được cái thương hiệu của bạn đến với khách hàng. Thì các bạn hãy lưu ý phần này nhá, về cái tên. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Nếu mà son và mỹ phẩm mà em muốn bán được nhiều hơn thì cái avatar của em phải thay đổi. Avatar của em phải thay đổi. Được chưa? nó là phần đầu để em có thể thu hút được khách hàng hay không, hoặc là khách hàng nói chuyện với em có gì ạ, có ấn tượng hay không, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều từ cái avatar. Em sẽ cần phải thay đổi lại avatar, và cụ thể như nào thì có thể inbox với chị. Sau cái livestream này chị sẽ hướng dẫn hỗ trợ em cụ thể hơn. Cái thứ hai trong cái phần trang điểm Facebook này các bạn nên nhớ là gì ạ? Đó chính là cover và avatar. Mình sẽ đi sâu hơn, chi tiết hơn để các bạn hiểu rõ hơn. Tại sao mà điều đó thực sự là quan trọng? Có rất nhiều bạn đang để ảnh avatar là con cái của các bạn. Có rất nhiều bạn để ảnh avatar là con cái của các bạn để mà gì ạ? Để các bạn bán hàng. Nhưng thực sự các bạn sẽ không thể nào bán hàng hiệu quả nếu các bạn để avatar là con cái của các bạn. Đúng không ạ? Bởi vì khách hàng người ta muốn mua sản phẩm của bạn, người ta muốn nói chuyện với bạn, người ta muốn tiếp cận bạn, đúng không ạ? Người ta muốn được bạn chia sẻ. Mà cái avatar của con bạn liên tục nó dạo, người ta nhìn thấy, người ta sẽ mất cái cảm hứng để mà gì ạ? Nói chuyện với bạn. Người ta sẽ mất cái cảm hứng khi mà bạn gì ạ? Bạn chia sẻ cái thông tin về sản phẩm hay chia sẻ bất cứ cái thông tin nào để mà gì ạ? Tạo ra mối quan hệ với khách hàng. Vì vậy nên là cái avatar nó vô cùng là quan trọng. Avatar nó vô cùng là quan trọng. Thì ở đây các bạn hãy comment xuống phía dưới, những bạn đang xem cái livestream này mà các bạn đang bán hàng online, các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình xem cái avatar của bạn đã ổn hay chưa. Mình có thể xem ngay lập tức cái avatar của bạn đã ổn hay chưa để mình góp ý cho các bạn. Được chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Xin chào Hồ Anh. Với Nguyễn thay đổi avatar nhé. Avatar này của em để chưa ok lắm, bởi vì nếu mà bán son với mỹ phẩm thì avatar này chưa thực sự thu hút. Các bạn hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ chữa cho các bạn luôn cái avatar của các bạn nhé. Mình sẽ xem luôn cho các bạn cái avatar của các bạn luôn. Được chưa? Chào Nguyễn Thị Thủy. Thế thì cái cover và avatar rất là quan trọng. Các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình biết xem là những bạn nào đang bán hàng online. Và muốn biết xem cái avatar mình để như thế là ok chưa thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để mình sẽ xem thêm cho các bạn. Được chưa? Mình sẽ xem thêm cho các bạn. Xin chào Nguyễn Hường. Xin chào Hiền. Avatar của Huệ Nguyễn nhá, em cần phải thay đổi đi, vì một cái avatar mà mình để, ví dụ giả sử như là mình bán mỹ phẩm và son, thì cái avatar của em phải thể hiện sự cuốn hút, của bản thân, đúng không ạ? Từ ánh mắt, từ khuôn mặt, từ thần thái của mình. Em có thể tham khảo ngay chính cái avatar của chị nếu mà bán son cũng rất là hiệu quả, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Cái avatar nó sẽ thu hút người đối diện, và sẽ tạo gì ạ? Sẽ tạo cái hiệu ứng, cũng như là sức hút của mình, thương hiệu của mình khi mà mình muốn truyền tải cái thông điệp của mình, truyền tải gì ạ? Truyền tải cái sản phẩm dịch vụ của mình. Thì cái avatar này nếu mà em để như thế này thì thứ nhất là nó cũng chưa được đẹp. Cái thứ hai là nó chưa chuyên nghiệp. Thì em sẽ thay đổi đấy nhá, chọn một cái ảnh, thật là đẹp, thật là chuyên nghiệp. Thậm chí là mình có thể là chụp ảnh trang điểm, sau khi trang điểm xong để mình đăng một cái ảnh avatar thật là đẹp và chuyên nghiệp, mình đưa lên thì cái hiệu quả mà mình tạo ra, cái sức hút của khách hàng nó sẽ rất là lớn, ngay nó sẽ thể hiện rõ nhất ngay cái việc là em đi kết bạn với bạn bè, người ta có chấp nhận kết bạn với em hay không, thì từ cái avatar đó nó sẽ gì ạ? Nó sẽ quyết định rất là nhiều. Kể cả của Hiền cũng như vậy nhá. Của Hiền thì avatar của em sẽ thay đổi một chút nữa đi để mình chín chắn hơn, chuyên nghiệp hơn, thì cái hiệu quả và sức hút của em sẽ cao hơn rất là nhiều. Được chưa? Các bạn đừng có để ảnh xì tin quá. Việc bán hàng online để ảnh xì tin quá là sẽ rất là bất lợi, đặc biệt là về avatar. Các bạn hãy để thì thể hiện cái hình ảnh của mình chuyên nghiệp hơn, và đặc biệt là cái độ tin tưởng đó nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Thế nên là các bạn hãy thường xuyên gì ạ? Các bạn nên nhớ là tạo ra một cái avatar thật là đẹp và chuyên nghiệp, nó sẽ rất là quan trọng. Được chưa? Xin chào Thơm Ngô, xin chào Nguyễn Yến. Cảm ơn các bạn đang xem cái livestream này. Các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về Tường và chia sẻ vào trong các cái hội nhóm để các bạn có thể nhận được một cuốn ebook nhé. Đấy chưa? Các bạn có thể nhận được ebook của Hải Ninh về cuốn Tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Đây là cái cuốn ebook này, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều trong cái quá trình các bạn bán hàng online. Thế nên là các bạn hãy chia sẻ cái livestream này để mà được nhận cái món quà tuyệt vời này nhé. Được chưa? Thế thì mình nói tiếp về cái phần gì ạ? Về cái phần cover. Cái cover các bạn nên để ảnh của hệ thống, hoặc là các bạn để ảnh theo phong cách cá nhân của bạn để tạo ra thương hiệu cá nhân cho bạn. Được chưa ạ? Tạo ra thương hiệu cá nhân cho bạn để tăng cái độ uy tín cho nick Facebook của bạn. Bạn phải trang điểm cái nick Facebook của mình nó đẹp hơn, nó chuyên nghiệp hơn, thay vì những cái ảnh quá là trẻ con, thay vì những cái ảnh gì ạ? Thay vì những cái ảnh mà nó không tạo được cái kết quả, không tạo được cái sức hút cho khách hàng, thì chúng ta sẽ phải thay đổi. Cảm ơn Hiền nhé, cảm ơn em đã chia sẻ. Xin chào Thiết Nguyễn, xin chào Nguyễn Hường. Thế thì trong cái livestream này ngày hôm nay, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Hãy chia sẻ cái livestream này nhiều nhất vào hội nhóm, là các bạn sẽ được có cơ hội tặng một phần mềm, một trong số 4 phần mềm hỗ trợ bán hàng hiệu quả. Và với việc các bạn trải nghiệm cái phần mềm này, các bạn có thể có ngay đơn hàng, gia tăng được tương tác rất lớn từ việc phần mềm hỗ trợ các bạn. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này nhiều nhất để được nhận cái phần mềm đó nhé. Còn tất cả các bạn chia sẻ từ 5 hội nhóm trở lên để các bạn đều có cơ hội nhận được cuốn ebook Tuyệt chiêu bán hàng online. Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ. Được chưa? Thế thì trong mình chia sẻ tiếp với các bạn là về cover và avatar như vậy. Các bạn phải để cái avatar của mình chuyên nghiệp hơn, đừng để cái ảnh có xỉu nhi quá, đừng để ảnh trẻ con quá. Cái khuôn mặt của mình, cái thần thái của mình phải tạo ra được cái sức hút cho khách hàng, từ ánh mắt, từ nụ cười và cái khuôn mặt, đúng không ạ? Các bạn nên để ảnh avatar là ảnh bán thân, thì cái khuôn mặt của mình nó sẽ gần nhất với khách hàng. Thì khi mà mình nói chuyện với khách hàng thì cái sức ảnh hưởng của mình tới với khách hàng nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn, đúng không ạ? Người ta sẽ thích nói chuyện với mình hơn khi mà cái khuôn mặt của mình, cái hình ảnh của mình xuất hiện trước mặt người ta liên tục như vậy, có tình cảm, có thiện cảm và đảm bảo được độ tin tưởng, thì người ta sẽ gì ạ? Nói chuyện với bạn, và đó cũng sẽ là cái nguồn dẫn dắt để giúp cho bạn có được thêm đơn hàng, đúng không ạ? Thế thì thông tin ở trên Facebook, các bạn lưu ý ạ, thông tin ở trên Facebook thì các bạn cũng cần phải gì ạ? Cần phải trang điểm cho nó. Các bạn đến từ đâu? Các bạn gì ạ? Học ở trường phổ thông nào? Rồi các bạn sau khi ra trường các bạn làm gì? Các bạn hãy chia sẻ nó ở trên cái phần tiểu sử của Facebook để mà gì ạ? Để mà khách hàng người ta nhìn vào đó, người ta sẽ nhận định được, người ta sẽ biết được cái quá trình lịch sử của bạn đã phát triển như thế nào, và bạn đã có cái tiến trình ra sao, và người ta sẽ tin tưởng hơn trên cái nick Facebook của bạn, đúng không ạ? Vì khách hàng người ta đến với bạn, người ta có muốn mua cái sản phẩm của bạn hay không, người ta cũng sẽ nhìn vào gì ạ? Nhìn vào cái Facebook của bạn. Và nếu mọi thứ trên cái Facebook đó mà bạn gì ạ? Không trang điểm cho nó đẹp thì làm sao mà họ có thể tin tưởng được tới bạn? Làm sao họ có thể tin tưởng được để mua sản phẩm của bạn? Các bạn nên nhớ là điều đó, được chưa? Đấy chính là cái phần thứ hai, cover và avatar. Và các bạn lưu ý một chút trong cái phần này, mình muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn Mai Thị Duyền. Mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Đó là cái phần bạn bè của các bạn thì phải gì ạ? Bạn bè của các bạn phải có tối thiểu từ 3.000 đến 4.000 người. Đấy là tối thiểu để các bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Nếu trên nick Facebook của bạn mà hiện tại bây giờ mà chưa được 1.000 người hay là chưa được 2.000 người, thì cái số lượng người bạn bè của bạn mà có thể tiếp cận được bài đăng thì cái số lượng đó thì nó sẽ rất là thấp. Thế nên là các bạn cần phải gì ạ? Các bạn cần phải có tối thiểu từ 3-4.000 bạn bè là ít. Còn để đạt chuẩn là phải gì ạ? Gần xấp xỉ là 4.500 đến 5.000 bạn bè. Vì các bạn lưu ý rằng là như này ạ, khi bạn đăng một cái bài viết lên thì cái số lượng bạn bè của bạn mà tiếp cận được với Facebook của bạn nó chỉ rơi vào từ 1 đến 5% thôi. Có nghĩa là gì ạ? Không phải tất cả mọi người có thể nhìn hết bài đăng của bạn đâu. Do đó cái số lượng bạn bè của bạn phải làm gì ạ? Tối thiểu từ 3 đến 4.000 người. Đấy. Và một cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn để mà các bạn bán hàng hiệu quả hơn trên Facebook ấy là gì ạ? Là trong cái quá trình mà các bạn kết bạn bè, các bạn phải gì ạ? Kết những bạn bè tiềm năng. Kết những cái người bạn bè tiềm năng. Họ nằm ở đâu ạ? Họ nằm ở trên các cái hội nhóm. Bạn sẽ thu hút họ từ các cái hội nhóm về gì ạ? Về nick Facebook của mình. Về nick Facebook của mình để mà gì ạ? Để mà tạo ra được cái sức hút. Đúng không ạ? Khi mà họ trở thành bạn bè của mình rồi, tức là từ người lạ biến thành người quen. Và mình sẽ biến những cái khách hàng tiềm năng này họ trở lên thân thiết hơn, gần gũi với mình hơn thông qua cái cách mà mình tạo dựng mối quan hệ với họ. Các bạn hiểu không ạ? Tạo dựng mối quan hệ với họ. Thế ở trong cái phần này mình sẽ chia sẻ với các bạn rằng là nếu mà các bạn gì ạ? Các bạn đang bán hàng online mà các bạn không chịu đầu tư hoặc là không sẵn sàng đầu tư thì cái cơ hội để bạn tiếp cận được khách hàng là rất là thấp. Tức là có nhưng mà rất là thấp. Bạn đang làm bằng tay, bạn đang làm thủ công, bạn đang nói chuyện với khách hàng bằng thủ công, đúng không ạ? Bạn đang gì ạ? Kết bạn bè, kết bạn bè bằng cái cách làm thủ công thì nó không thể nào hiệu quả được so với việc bạn sử dụng cái phần mềm, đúng không ạ? Và bên Hải Ninh đang cung cấp cái phần mềm đấy là phần mềm Inbox FB. Nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bạn rất là nhiều trong cái quá trình tiếp cận khách hàng tiềm năng. Bạn vào trong các cái hội nhóm nhé. Bạn vào trong các cái hội nhóm. Bạn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng bằng cách nào? Bạn có thể đăng tút của các bạn lên. Bạn có thể lấy gì ạ? Bạn có thể quét cái nguồn khách hàng tiềm năng này từ bạn bè của các bạn, đúng không ạ? Từ bạn bè của các bạn. Để làm gì ạ? Để thu hút khách hàng tiềm năng này về tường của mình. Thu hút khách hàng tiềm năng này về tường của mình. Và chúng ta sẽ kết bạn với những cái đối tượng khách hàng tiềm năng này. Thì trong cái list friend của bạn bè của các bạn có 4 đến 5.000 bạn bè mà hầu hết nếu mà là những khách hàng tiềm năng thì cái cơ hội bán hàng của bạn nó sẽ rất là lớn. Thế nhưng ngược lại hiện tại bây giờ còn có rất nhiều bạn không hiểu được cái sự quan trọng này. Nên là các bạn gì ạ? Các bạn vẫn còn thờ ơ, các bạn bán hàng vẫn chưa hiệu quả. Bởi vì các bạn gì ạ? Không có trong tay những cái công cụ hỗ trợ đắc lực, đúng không ạ? Các bạn không chịu đầu tư bỏ ra chi phí để mà sở hữu cái phần mềm tuyệt vời đó, nó hỗ trợ đắc lực cho mình như vậy mà tại sao các bạn lại gì ạ? Không dám bỏ ra cái khoản chi phí. Nếu tính ra thì nó chỉ mất có hơn 3.000 một ngày mà cái hiệu quả nó đem lại cho chúng ta gì ạ? Hàng trăm khách hàng tiềm năng, hàng trăm khách hàng tiềm năng, các bạn hiểu không ạ? Và trong cái công cụ này, cái đặc biệt nữa là gì ạ? Bình thường nếu chúng ta làm bằng tay, chúng ta có thể kết bạn với họ, đúng không ạ? Chúng ta có thể kết bạn với họ, chúng ta có thể nhắn tin thủ công với họ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là ví dụ chúng ta chỉ nhắn được lần đầu. Lần thứ hai nếu mà chúng ta muốn tìm kiếm họ để mà nhắn tin tiếp, để mà nói chuyện tiếp, để mà tạo dựng mối quan hệ tiếp thì các bạn lại phải gì ạ? Phải tìm kiếm Facebook của họ. Và điều đó nó rất là mất thời gian. Và để tìm kiếm một cái nick Facebook, đúng không ạ? Nó là mất bao nhiêu thời gian rồi. Vậy thì để tìm kiếm 100 nick Facebook hàng ngày để mà gì ạ? Tạo dựng mối quan hệ với họ, để mà có thể chăm sóc họ, biến họ từ những người khách hàng tiềm năng đó trở thành khách hàng thực sự thì bạn mất bao nhiêu thời gian. Trong khi đó cái phần mềm Inbox FB đó nó sẽ hỗ trợ cho các bạn gì ạ? Lưu lại khách hàng đó thành tệp rồi. Bạn chỉ lấy cái tệp đó để đi kết bạn, đúng không ạ? Sau khi họ chấp nhận cái bạn xong thì các bạn gì ạ? Thì các bạn sẽ gì ạ? Sẽ nhắn tin cho họ. Và trong cái livestream này mình chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết. Các bạn có muốn biết không ạ? Các bạn có muốn biết bí quyết gì để mà khi mình gửi lời mời kết bạn họ sẽ chấp nhận lời mời kết bạn của mình, nhanh chóng trở thành bạn bè của mình? Các bạn muốn biết bí quyết này không ạ? Các bạn đang xem cái livestream này, các bạn hãy comment xuống bên dưới. Bạn có thực sự mong muốn biết cái bí quyết nhỏ này không? Các bạn hãy comment nhé, hãy comment xuống bên dưới ạ. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn có mong muốn biết cái bí quyết nhỏ này không ạ? Các bạn muốn biết bí quyết nhỏ này không? Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Làm thế nào để mà mình gửi lời mời kết bạn tới bạn bè mà họ có thể gì ạ? Họ có thể chấp nhận được lời mời kết bạn của mình. Làm thế nào? Đúng không ạ? Có rất nhiều bạn khi mà gửi lời mời kết bạn họ không đồng ý. Thế thì bài toán ở đây là một phần từ chính cái avatar của bạn. Nếu bạn giải quyết được bài toán về avatar rồi, tạo ra một cái avatar có sức hút rồi, đúng không ạ? Thì tiếp theo cái vấn đề thứ hai mà bạn cần phải làm ở đây đó chính là gì ạ? Các bạn hãy comment vào bài viết của họ. Có thể comment hỏi về sản phẩm, có thể comment các cái nội dung gì quan tâm, chia sẻ, đúng không ạ? Họ sẽ có xu hướng kết bạn với bạn, đó là điều chắc chắn. Họ sẽ có xu hướng kết bạn với bạn, đấy là điều chắc chắn, được chưa? Đó là điều chắc chắn. Thì các bạn gì ạ? Các bạn sẽ nhanh chóng có tệp khách hàng tiềm năng này. Và các bạn có sẵn tệp rồi. Các bạn có sẵn tệp rồi, các bạn chỉ việc lấy cái tệp đó để gì ạ? Chăm sóc khách hàng hàng ngày. Khi mà chúng ta gì ạ? Nhắn tin với họ hàng ngày. Cái ưu điểm thứ nhất các bạn lưu ý ạ. Ưu điểm thứ nhất là gì ạ? Là chúng ta khi chúng ta nhắn tin với họ mỗi ngày thì bài đăng của chúng ta có cơ hội xuất hiện trên bảng tin của họ mỗi ngày, là cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai là gì ạ? Là chúng ta gia tăng mối quan hệ, gia tăng gì ạ? Cái niềm tin đối với khách hàng để chúng ta có được cái khách hàng thân thiết. Đấy, thì hai cái ưu điểm này nó sẽ giúp cho gì ạ? Nó sẽ giúp cho bạn có được khách hàng, có được khách hàng. Xin chào Thu nhá. Các bạn hiểu không ạ? Giúp cho bạn có được khách hàng. Thì các bạn đang xem livestream ở đây, các bạn hãy comment xuống bên dưới xem là các bạn có thấy rằng là cái nội dung mà mình chia sẻ các bạn nó thực sự hữu ích không. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé, hãy comment xuống bên dưới cho Hải Ninh, được chưa? Lưu ý là các bạn trang điểm Facebook của mình thật là gì ạ? Chuyên nghiệp. Từ avatar, từ cover, từ các cái nội dung giới thiệu tiểu sử, và thậm chí là các cái ảnh nổi bật các bạn đưa lên phải thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình. Ảnh nào nên đưa thì các bạn nên đưa vào. Những ảnh nên đưa là ảnh như thế nào? Những ảnh nên đưa là ảnh như thế nào? Các bạn có biết không ạ? Các bạn có biết không ạ? Mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái livestream này, các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Hãy comment xuống bên dưới. Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Các bạn vào sau xem cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này để được nhận cuốn ebook Tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số nhé. Hãy chia sẻ cái livestream này để nhận quà tặng của Hải Ninh. Và bạn nào chia sẻ nhiều nhất trong ngày hôm nay thì mình sẽ tặng cho bạn một phần mềm bán hàng đỉnh cao xuyên Inbox FB cho các bạn, để các bạn trải nghiệm nó và các bạn sẽ có đơn hàng ngay lập tức nếu các bạn sử dụng theo đúng hướng dẫn, cũng như là tăng được cái hiệu quả bán hàng của các bạn, được chưa? Thế thì ở cái phần này các bạn lưu ý này là các bạn trang điểm trên nick Facebook của các bạn một cách có hiệu quả thì bạn sẽ thu hút được khách hàng. Trước hết là các bạn phải thu hút được khách hàng đã. Xin chào Hoa Trân. Trong cái phần biệt hiệu đấy các bạn nên gì ạ? Các bạn nên đưa các cái từ khóa mà khách hàng dễ dàng tìm kiếm để hiển thị cái nick Facebook của các bạn. Thì cơ hội các bạn có được khách hàng nó sẽ rất là cao, đúng không ạ? Rất là cao. Thế thì trong cái phần gì ạ? Ví dụ, mình nói ví dụ đơn giản như thế này. Một ngày chúng ta gì ạ? Một ngày chúng ta muốn có 5 đơn hàng. Ở đây có bạn nào một ngày có 5 đơn hàng chưa ạ? Ở đây có bạn nào có Xin chào Trường An. Muốn thu hút thì phải là hot girl này, không cần hẳn là phải hot girl đâu anh ạ. Chỉ quan trọng là gì ạ? Cái quan trọng là chúng ta gì ạ? Quan trọng là chúng ta sẽ định vị được thương hiệu của cá nhân của chúng ta trên Facebook. Định vị được thương hiệu cá nhân của chúng ta trên Facebook. Thế thì ví dụ một ngày mà chúng ta muốn có 5 đơn hàng, một ngày chúng ta muốn có 5 đơn hàng thì chúng ta gì ạ? Chúng ta cần phải nói chuyện tối thiểu với khoảng 20 người. Đấy là tỷ lệ chốt đơn của chúng ta cao, đúng không ạ? Và chúng ta thậm chí chúng ta có thể nói chuyện với 40 người, thậm chí 50 người để chúng ta có được 5 đơn hàng đó. Thì cái tỷ lệ mà chúng ta nói chuyện với khách hàng càng nhiều thì gì ạ? Thì cái cơ hội mà chúng ta gì ạ? Bán được hàng càng cao. Các bạn hiểu không ạ? Bán được hàng càng cao. Vậy thì các bạn hãy gì ạ? Hãy nói chuyện với khách hàng thường xuyên để gì ạ? Để gia tăng được cái mối quan hệ, cũng như là gia tăng được cái mức độ thân thiết của bạn đối với khách hàng. Đấy. Thế thì trong cái phần trang điểm Facebook mình chia sẻ với các bạn gì ạ? Tên Facebook này, các bạn phải chú ý. biệt hiệu của Facebook này, cover này, avatar này, các thông tin về cá nhân, đúng không ạ? Và những cái bài viết, những cái hình ảnh nổi bật trên trang Facebook của mình, mình phải gì ạ? Mình phải tạo ra cái sự chuyên nghiệp. Và trong các cái gì ạ? Trong các cái livestream mình đã hướng dẫn các bạn. Xin chào Ngọc Hồng. Trong các cái livestream mình đã hướng dẫn các bạn là gì ạ? Chúng ta phải đăng bài theo công thức. Đăng bài theo công thức. Công thức 80-20 là một công thức mở rộng rất là quan trọng để hỗ trợ các bạn bán hàng hiệu quả. Có rất là nhiều bạn không tập trung và cũng không gì ạ, không quan tâm nhiều về phần tương tác. Nhưng thực sự khi mà có nhiều tương tác thì cái cơ hội khách hàng người ta nhìn thấy bài đăng của bạn nó sẽ càng cao. Và vấn đề nằm ở chỗ là các bạn sẽ phải đăng bài theo công thức thì mới đạt được cái hiệu quả cao. Giờ nào chúng ta đăng bài gì? Giờ nào chúng ta đăng bài gì? Các bạn lưu ý là với cái khách hàng mà từ 1 năm trở lên, bên công ty Zila của mình sẽ tặng các bạn một cái công thức đăng bài hiệu quả. Và có thể nói rằng cái công thức này có thể hái ra tiền. Bởi vì dạ, nó sẽ giúp cho các bạn định vị được thương hiệu cá nhân của các bạn. Và đồng thời kết hợp với cái công cụ để hỗ trợ các bạn bán hàng hiệu quả. Đấy. Thì trong phần này mình chia sẻ với các bạn gì ạ? Mình chia sẻ với các bạn là trên Facebook các bạn sẽ phải định vị được thương hiệu của mình. Trang điểm trên nick Facebook của mình gì ạ? Đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn và sẽ hấp dẫn được khách hàng nhiều hơn. Đấy là một phần. Nhưng phần tiếp theo nữa, chúng ta phải nói chuyện với nhiều khách hàng. Muốn nói chuyện với nhiều khách hàng, các bạn gì ạ? Tốt nhất là các bạn đầu tư cho mình một cái phần mềm Inbox FB. Nó hỗ trợ cực kỳ đắc lực cho các bạn trong cái quá trình gì ạ? Trong cái quá trình các bạn tiếp cận khách hàng. Nhắn tin cho khách hàng một cách tự động. Một ngày bạn không thể nào mà gì ạ? Một ngày bạn không thể nào mà nhắn tin cho gì ạ? Cho hàng trăm khách hàng mỗi ngày được, đúng không? Nhưng mà nhờ phần mềm bạn có thể nhắn tin hàng trăm khách hàng mỗi ngày. Nó sẽ rất là hiệu quả để mà bạn gia tăng được khách hàng. Bạn phải nói chuyện với khách hàng thường xuyên. Phải nói chuyện với khách hàng thường xuyên thì các bạn mới có hiệu quả để bán hàng. Đơn hàng của bạn mới tăng cao được. Nếu một ngày mà bạn không thể nói chuyện 20-30 người khách hàng thì cái cơ hội bán hàng của bạn rất là thấp. Và mình đang muốn chia sẻ với các bạn, đấy là cái cách để các bạn bán hàng cho người lạ. Còn đương nhiên bán hàng gì ạ? Nếu các bạn bán hàng mà các bạn bán hàng cho người quen, người thân thì cũng chỉ được thời gian ban đầu họ ủng hộ cho các bạn thôi. Còn để bán hàng bền vững và hiệu quả thì bạn phải bán hàng cho người lạ. Được chưa? Phải bán hàng cho người lạ. Xin chào Nguyễn Nhung. Chứ còn nếu mà các bạn đang suy nghĩ rằng là bán hàng online ấy, mình chỉ đăng bài bán hàng thôi. Và tất cả các bài bạn mình đăng lên chỉ là bài bán hàng và giới thiệu sản phẩm. Nếu mà các bạn cứ đăng bài bán hàng như vậy mà các bạn bán được hàng thì gì ạ? Thì có lẽ là ai cũng sẽ bán được rất là nhiều hàng. Nhưng sự thực nó không phải là như thế. Người ta mua hàng online là người ta gì ạ? Người ta mua thương hiệu của bạn. Người ta mua ở cái niềm tin và người ta mua cái hình ảnh của bạn. Vậy thì trên Facebook bạn phải thể hiện được cái thương hiệu cá nhân của mình. Thể hiện định vị được bạn là ai trên Facebook. Đấy. Bạn đã hiểu rõ về cái cách trang điểm trên nick Facebook chưa? Nếu mà gì ạ? Nếu mà bạn trang điểm trên cái nick Facebook của mình thật là đẹp, thật là chuyên nghiệp. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nếu mà bạn chỉ để cái nick Facebook của mình mà không đi tương tác với ai cả thì bạn cũng không thể nào mà gì ạ? Bạn cũng không thể nào mà có thể có nhiều đơn hàng được. Mình khẳng định với các bạn như vậy. Nếu mà các bạn muốn có đơn hàng từ người lạ, bạn trang điểm cái avatar của bạn đẹp rồi, cover đẹp, đúng không ạ? Tiểu sử hấp dẫn, giới thiệu thì lung linh, rồi các hình ảnh nổi bật thì rất là đẹp. Đấy, cả ảnh hệ thống, cả ảnh sản phẩm hay là cả ảnh chính bản thân bạn. Và các bài đăng thì rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà gì ạ? Bạn vẫn không thể có khách hàng. Bởi vì bạn vướng ở phần thứ hai, đó là gì ạ? Đó là phần tương tác. Thì trong phần thứ hai, cái hệ thống tương tác phải như thế nào? Các bạn có muốn biết không ạ? Các bạn có muốn biết là cái phần tương tác phải làm gì không ạ? Xin chào chị Mui. Các bạn có muốn biết là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải có hệ thống tương tác như thế nào không? Chúng ta phải có hệ thống tương tác như thế nào để đạt hiệu quả không ạ? Được chưa? Tức là chúng ta có trang điểm Facebook của chúng ta có đẹp đến mấy chăng nữa, nhưng mà không có một ai nhìn thấy thì chúng ta cũng không thể nào mà đạt được cái hiệu quả cao được. Không thể nào mà đạt được cái hiệu quả cao. Được chưa? Khi mà ngày xưa gì ạ, chúng ta thấy rằng là trong cái quá trình mà chúng ta bán hàng, có rất là nhiều bạn bán hàng từ việc livestream, đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải là các bạn cứ livestream mà các bạn bán được hàng. Mà nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có tất cả những cái kỹ thuật đằng sau cái livestream đó. Đúng không ạ? Nó sẽ có tất cả những cái kỹ thuật đằng sau cái livestream đó. Chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải có nhiều bạn bè. Trong cái phần này mình đã chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ phải có nhiều bạn bè. Chúng ta phải đưa cái bạn bè của chúng ta ở trên nick Facebook của chúng ta phải gì ạ? Phải đạt cỡ từ 4 đến 5.000 bạn bè. Để mà khi mà chúng ta livestream thì có người gì ạ? Có người xem. Đấy là cái điều cơ bản. Đúng không ạ? Đấy là điều cơ bản. Rồi là một ngày chúng ta gì ạ? Chúng ta phải chăm sóc khách hàng. Một ngày chúng ta phải chăm sóc khách hàng từ 25% khách hàng trong số bạn bè của chúng ta. Để mà gì ạ? Để thúc đẩy họ mua hàng, mua sản phẩm của chúng ta. Và gì ạ? Và chúng ta sẽ phải đi ạ, đi like bài viết của họ hay là thả tim bài viết của họ, comment vào bài viết của họ. Cái nội dung đó, những cái nội dung mà của khách hàng. Hoặc là chúng ta gửi những cái lời chúc, lời quan tâm, lời hỏi thăm, lời động viên tới những cái bạn bè, những khách hàng tiềm năng của chúng ta, Một ngày dạ, có thể là từ 100 đến 200 hoặc là 300 lượt. Để chúng ta quan tâm tới mọi người thì cái cơ hội chúng ta dạ, có được cái mối quan hệ thân thiết đối với khách hàng tiềm năng. Nó thực sự là quan trọng. Được chưa? Thế thì bản thân các bạn muốn người khác like bài viết của mình, muốn người khác thả tim bài viết của mình, hay là muốn người khác diện comment vào bài viết của mình. Nhưng mà bản thân các bạn đã làm cái điều đó với khách hàng hay chưa? Các bạn đã làm cái điều đó ngược lại chưa? Đúng không ạ? Trước hết là mình sẽ phải gì ạ? Mình sẽ phải đi quan tâm tới người ta trước. Đi thả tim, đi like bài viết của người ta trước, comment vào bài viết của người ta trước. Để làm gì ạ? Để quan tâm người ta, động viên người ta, hỏi thăm người ta. Thì khi đó người ta mới sẽ có xu hướng vào tường của bạn, xem bạn là ai. Nếu họ là người lạ họ sẽ xem bạn là ai, đúng không ạ? Họ là người quen thì họ sẽ gia tăng tương tác với bạn, chào hỏi với bạn trên chính cái comment đó, tức là gia tăng tương tác. Thế thì bạn có gì ạ? Bạn làm cái công việc này thường xuyên và liên tục thì cái hiệu quả của các bạn để mà các bạn có được cái mối quan hệ với khách hàng nó sẽ gia tăng hơn. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là không có nhiều thời gian để làm việc này thì các bạn có thể sử dụng cái gì ạ? Phần mềm Auto FB để hỗ trợ các bạn. Đúng không ạ? Các bạn phải có những công cụ để hỗ trợ các bạn. Không có gì mà là dễ dàng. Nếu mà các bạn không biết khai thác cái phần mềm, khai thác công cụ để hỗ trợ các bạn cứ làm thủ công thì biết đến bao giờ, đúng không ạ? Vậy thì các bạn phải khai thác nó một cách triệt để. Hãy bắt công cụ đi làm việc thay mình. Và cái thời gian đó để mình làm gì ạ? Mình nói chuyện với khách hàng. Thay vì thời gian mình cứ đi like dạo hay là thả tin dạo, thay vì thời gian mình cứ đi comment bài viết của bạn bè mà rất là mất nhiều thời gian như vậy thì mình hãy để công cụ làm. Còn cái thời gian còn lại mình sẽ tập trung làm gì ạ? Tập trung học hỏi kiến thức, tập trung gì ạ? Nghe những cái livestream giá trị, tập trung để tư vấn chăm sóc khách hàng, để nói chuyện với khách hàng, để đi sâu hơn về khách hàng, về cái tư tưởng, tâm tư, tình cảm của khách hàng. Để chúng ta gì ạ? Để chúng ta có cái nguồn khách hàng, có cái mối quan hệ với khách hàng. Đúng ạ, mối quan hệ với khách hàng. Thì trong một ngày chúng ta phải chăm sóc những khách hàng đó thì các bạn mới có thể có hiệu quả từ cái đơn hàng được. Được chưa? Từ hiệu quả từ đơn hàng. Xin chào Mai, xin chào Nguyễn Kim, chào Phạm Luyến. Các bạn vào sau chia sẻ cái livestream này để được nhận cuốn ebook tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số nhá. Nhớ chia sẻ cái livestream để nhận những món quà này của Hải Ninh. Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cái livestream này. Bạn nào chia sẻ cái livestream này các bạn hãy comment là đã chia sẻ nhá. Được chưa? Các bạn hãy comment là đã chia sẻ. Thế thì trong cái phần nội dung này các bạn biết ạ, muốn bán hàng hiệu quả, khi mà chúng ta đã đi gì ạ? Đã đi like, đã đi thả tin bài viết của bạn bè, đã đi comment bài viết của bạn bè, có thể bằng tay, có thể bằng công cụ rồi. Nhưng mà gì ạ? Để mà người khác người ta có thể comment bài viết của mình, thả tin bài viết của mình thì cái nội dung mà mình đưa ra nó phải làm sao? Nó phải hấp dẫn. Để mà gì ạ? Thu hút được khách hàng. đúng không ạ? Thu hút được khách hàng. Đấy, người ta muốn đáp lại tình cảm của bạn thì các cái nội dung bạn đưa ra cũng phải là hấp dẫn, đúng không ạ? Nội dung bạn đưa ra phải là hấp dẫn. Bạn sẽ đăng tải các cái nội dung khác nhau để mà thu hút khách hàng. Và cái công thức rất là quan trọng để hỗ trợ bạn, để giúp cho bạn tạo ra cái thương hiệu cá nhân của bạn, và thậm chí là có được cái đơn hàng, gia tăng được cái hiệu quả bán hàng từ chính cái việc bạn áp dụng công thức đó. Công thức 3+1 là công thức mà dành tặng cho khách hàng mà mua 1 năm phần mềm từ bên mình trở lên. Nó là công thức rất là chi tiết, giờ nào đăng nội dung gì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cho các bạn trong quá trình bán hàng. Đấy. Thế còn ngoài ra mình chia sẻ trong cái livestream này là công thức mở rộng, là công thức 80-20. 80% là các bạn hãy chia sẻ các cái kiến thức, các cái kinh nghiệm, các cái nội dung hữu ích về xã hội, đúng không ạ? Chia sẻ thêm cuộc sống của bản thân. Và 20% thôi là các bạn bán hàng. 20% thôi các bạn đăng bài bán hàng. Nếu mà các bạn không làm theo những cái điều này thì cái tương tác của các bạn ngày càng giảm xuống rõ rệt. Các bạn xin chào anh Vũ Hữu Tính, xin chào Vũ Tiến Lập. Thì các bạn vào sau xem cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường và chia sẻ lên các hội nhóm. Bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất thì Hải Ninh sẽ tặng cho các bạn một phần mềm công cụ bán hàng đỉnh cao siêu Inbox để các bạn trải nghiệm nó, giúp cho bạn bán hàng hiệu quả hơn. Thế còn lại các bạn đều có cơ hội nhận quà, đó chính là ebook tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số, và mình sẽ tặng cho các bạn chia sẻ cái livestream này, được chưa ạ? Đấy, các bạn phải đăng tải các cái nội dung hấp dẫn lên. Ở đây mình hỏi là các bạn đang xem cái livestream ở đây, các bạn đang bán cái sản phẩm dịch vụ là gì? Mình sẽ gợi ý cho các bạn về cái cách thức để các bạn đăng tải các cái nội dung hấp dẫn khách hàng tiềm năng, và các bạn sẽ có nguồn khách hàng tiềm năng đó để từ đó gia tăng được đơn hàng. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống bên dưới các bạn đang bán sản phẩm dịch vụ là gì. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn biết cách biết cách đăng tải những cái nội dung hay và hấp dẫn lên, được chưa? Ở đây có bạn nào bán giảm cân không ạ? Có bạn nào bán tăng cân không ạ? Hay là các bạn bán mỹ phẩm? Thì các bạn biết rằng nếu mà khách hàng của các bạn là là những mẹ bỉm sữa sau sinh, đấy, đang có nhu cầu giảm cân, thì những cái bài đăng của các bạn sẽ liên quan đến chia sẻ cuộc sống, chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ chăm sóc con cái, đúng không ạ? Chia sẻ mình chăm sóc con cái. Rồi là đăng những cái bài đăng hấp dẫn, thì bạn sẽ hấp dẫn được những khách hàng tiềm năng đó. Họ sẽ họ sẽ comment vào bài viết của bạn, họ sẽ chia sẻ những bài viết giá trị của bạn, đúng không ạ? Thì khách hàng tiềm năng họ sẽ lộ diện. Hiền yêu tí nữa inbox của chị nhá, được chưa ạ? Thế thì các bạn phải đăng tải những cái nội dung để hấp dẫn những khách hàng tiềm năng đó, thì họ mới có cơ hội thì chúng ta nhận diện được những khách hàng tiềm năng và chúng ta sẽ chăm sóc họ thường xuyên hơn, thì cái cơ hội mà chúng ta bán được hàng sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, cái cơ hội bán được hàng sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, bạn phải định hình bạn là ai ở trên Facebook. Bạn phải định hình được là bạn phải định hình được cái nội dung bạn đăng tải ở trên Facebook thì các bạn sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng. Chào Mỹ Diêng. Xin chào Mỹ Diêng. Được chưa? Thế thì nhìn vào Facebook của các bạn, khi mà các bạn đăng tải nội dung hấp dẫn đó, nhưng mà các bạn nên nhớ là thời điểm giờ cao điểm các bạn đăng các cái bài về cái sản phẩm dịch vụ các bạn cung cấp, thì khách hàng người ta sẽ biết là người ta sẽ biết bạn đang cung cấp cái sản phẩm dịch vụ là gì. Đấy, và cái niềm tin của khách hàng sẽ gia tăng hơn. Đấy, các bạn phải xuất hiện trước mặt khách hàng càng nhiều càng tốt. Từ cái việc gia tăng thương hiệu đó, bạn phải xuất hiện trước mặt khách hàng càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao ạ? Khi mà cái hình ảnh của các bạn xuất hiện trước mặt khách hàng càng nhiều thì cái sản phẩm dịch vụ mà bạn đang cung cấp sẽ giúp cho họ định hình được cái thương hiệu của bạn trong cái trí nhớ của họ. Và khi mà họ có nhu cầu hoặc là bạn bè của họ có nhu cầu thì họ sẽ nhớ đến bạn. Họ sẽ tag tên bạn vào bài viết của họ, hay là tag tên bạn cho cái comment nào đó mà khách hàng người ta đang có nhu cầu. Tức là họ sẽ dẫn dắt khách hàng cho bạn. Vậy thì bạn phải xuất hiện trước mặt khách hàng nhiều hơn. Xuất hiện bằng gì ạ? Bằng bài viết của các bạn khi các bạn đăng tải lên trên Facebook. Nếu mà các bạn nào mà đang xem cái livestream này mà các bạn đang bận bán hàng, các bạn đang bận làm các cái công việc cơ quan nhà nước, hay là các bạn đang bận gì ạ? Con cái, gia đình, thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm Top FB. Phần mềm này nó sẽ giúp cho bạn đăng bài tự động. Lưu ý rằng một ngày bài viết của bạn xuất hiện tối thiểu diện là 10 bài trở lên, 10 bài trở lên để cái lưu lượng bài viết của bạn khách hàng người ta người ta nhìn thấy. Bạn đừng nghĩ rằng là bạn đăng 10 bài thì cả 10 bài người ta nhìn thấy bài đăng của bạn. Đấy. Mà họ sẽ chỉ nhìn thấy một trong số đó thôi. Do đó là cái lưu lượng bài viết của bạn phải xuất hiện tối thiểu 10 bài trong một ngày. Và bạn không có thời gian thì bạn có thể sử dụng Top FB để đăng bài hỗ trợ cho các bạn tự động. Bạn cứ đưa nội dung vào, bạn cài mấy giờ nó tự động nó sẽ đăng lên đúng cái giờ đó. Bạn có thể cài trước cả tuần, bạn có thể cài đặt trước cả tuần cái phần mềm này, được chưa? Để hỗ trợ bạn bán hàng hiệu quả, có công cụ hết rồi, vấn đề ở chỗ là bạn khai thác cái công cụ đó để đạt cái hiệu quả cao hơn thôi. Hiền, tí nữa chị sẽ xem trang cá nhân cho em và có thể là sẽ hỗ trợ em về các sản phẩm nữa, được chưa? Thế cái sự xuất hiện của bạn phải xuất hiện thường xuyên, phải xuất hiện thường xuyên trước mặt khách hàng thì bạn sẽ bán được hàng. Cái cơ hội xuất hiện của bạn khi bạn bán được hàng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, tốt hơn rất là nhiều. Thế thì bạn xuất hiện bạn xuất hiện bằng cách đăng bài rồi, nhưng cái thứ hai bạn cần phải xuất hiện bằng cái bằng cái nội dung comment bài viết của bạn bè. Xuất hiện bằng bằng cái việc bạn đi thả tin bài viết của bạn bè. Thì cái hình ảnh avatar của bạn khi bạn xuất hiện ở bạn xuất hiện ở những cái đối tượng bạn bè đó thì cái gia tăng được cái thương hiệu của bạn, đúng không ạ? Bạn bè của họ cũng nhìn thấy bạn. Đấy. Thì cái sự xuất hiện của bạn ngày càng nhiều thì cơ hội bạn có được khách hàng tiềm năng ngày càng lớn. Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là bạn có thể xuất hiện ở đâu ạ? Bạn có thể xuất hiện ở trong inbox, đúng không ạ? Bạn nhắn tin hàng trăm khách hàng mỗi ngày thì họ sẽ nhìn thấy bạn, họ nhận được những lời chúc của bạn, họ nhận được những lời yêu thương của bạn, những lời động viên của bạn. Họ sẽ nhớ tới bạn, đúng không ạ? Họ sẽ nhớ nick Facebook của bạn, họ sẽ nhớ cái hình ảnh avatar của bạn. Đấy. Vậy thì bạn nên sử dụng cái phần mềm Inbox FB để hỗ trợ cái điều đó, để hỗ trợ điều đó cho các bạn, được chưa? Và khi mà các bạn xuất hiện nhiều trong cái inbox đó cũng là một phần để giúp cho bài đăng của bạn hiển thị tới họ khi mà họ xem bản tin. Đấy là một yếu tố quan trọng. Và quan trọng nữa là gia tăng cái mối quan hệ thân thiết đối với khách hàng. Phần này mình nói rất là kỹ rồi. Đấy, các bạn hiểu phần này chưa? Xin chào Thủy Sang. Các bạn chia sẻ cái livestream này nhé. Chia sẻ cái livestream này để nhận 6 tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Và mình sẽ gửi cho các bạn, những bạn nào chia sẻ livestream này từ 5 hội nhóm trở lên, được chưa? Các bạn vào sau nhớ chia sẻ cái livestream này nhé. Thế thì cái sự xuất hiện của thứ ba của bạn là gì ạ? Bạn xuất hiện thường xuyên trên livestream, đúng không ạ? Sự xuất hiện của bạn là thường xuyên trên livestream. Nếu bạn không xuất hiện thường xuyên trên livestream này thì các bạn sẽ tiếp cận được khách hàng sẽ ít hơn. Bởi vì là khi mà các bạn xuất hiện trên livestream thì Facebook nó sẽ rất là ưu tiên hiển thị livestream. Ưu tiên hiển thị livestream. Thế thì nếu mà bạn bận, bạn không có thời gian livestream nhiều, bạn sử dụng cái phần mềm LiveFB để phát livestream lại, hoặc là bạn dùng các cái link video có sẵn để bạn đưa vào thành livestream trực tiếp, nó cũng rất là quan trọng. Bạn tiếp cận được hàng nghìn khách hàng mỗi ngày từ việc phát livestream trực tiếp như vậy. Một ngày bạn có thể phát tới 2 đến 3 livestream và tối đa là tối đa là 15 livestream hoặc thậm chí là 20 cái livestream một ngày. Nhưng mà một ngày mà 3 livestream duy trì là rất là tốt rồi. Đấy, chúng ta cũng không cần phát quá nhiều, được chưa? Đấy, chúng ta phải xuất hiện trong đầu khách hàng nhiều lần lên để để chúng ta ghi dấu ấn với khách hàng. Chúng ta ghi dấu ấn với khách hàng. Chúng ta phải phải tạo ra cái nhu cầu cho khách hàng, đẩy cái nhu cầu khách hàng lên trên cao nữa thì cái cơ hội mà chúng ta có được khách hàng nó sẽ tốt hơn, sẽ tốt hơn. Đấy. Các bạn nên nhớ rằng là một ngày cái hình ảnh của chúng ta xuất hiện trong đầu khách hàng phải là 4 lần. Và khách hàng sẽ mua hàng của chúng ta khi mà cái hình ảnh của chúng ta xuất hiện trong đầu của họ 21 lần. Đấy là những cái gì ạ? Những cái kinh nghiệm cũng như là những cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh rồi. Vậy các bạn cần phải làm điều đó thường xuyên. Hãy làm điều đó thường xuyên. Hãy làm điều đó thường xuyên. Đúng ạ. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta có những cái công cụ để hỗ trợ. Vậy thì các bạn hãy gì ạ? Khai thác triệt để công cụ đó mỗi ngày. Hãy khai thác triệt để công cụ đó mỗi ngày để nó gia tăng cái hiệu quả bán hàng của các bạn. Các bạn nhớ rằng là chúng ta phải thường xuyên chăm sóc những khách hàng tiềm năng đó để họ không bị lãng quên chúng ta, để họ không bị gì ạ? Bị nhảy sang một người bán khác. Bạn phải thường xuyên chăm sóc họ. Có rất nhiều người khi mà người ta vào, người ta inbox cho bạn. Người ta inbox cho bạn đúng không ạ? Bạn đã tư vấn khách hàng rồi. Nhưng mà tại sao khách hàng người ta vẫn chưa mua sản phẩm của bạn? Và sau đó thì bạn cũng lãng quên mất người ta, đúng không ạ? Bạn lãng quên mất người ta. Và đến lúc mà người ta cần mua sản phẩm thì người ta lại không nhớ bạn nữa. Hoặc là người ta gì ạ? Người ta đã nhìn thấy một người khác xuất hiện trên tường, trên bảng tin của họ, và họ sẽ gì ạ? Họ sẽ mua của người khác. Đúng không ạ? Vậy thì các bạn phải chăm sóc khách hàng thường xuyên để mà duy trì cái mối quan hệ với khách hàng. Được chưa ạ? Thì cái phần này các bạn đã làm được chưa? Đúng không ạ? Hãy thường xuyên chăm sóc khách hàng tiềm năng. Các bạn chỉ cần gì ạ? Một ngày các bạn chỉ cần có thể bỏ ra 10 hay là 15.000 để bạn sở hữu cái phần mềm hỗ trợ các bạn, phục vụ cho các bạn để mà các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Thì hãy khai thác triệt để cái phần mềm đó. Các bạn nhớ rằng là cái nội dung mà mình chia sẻ là chúng ta gì ạ? Phải xây dựng một cái nick Facebook chuẩn nhá. Nội dung thì phải hay, phải hấp dẫn, phải thu hút khách hàng. Đúng ạ? Từ gì ạ? Thu hút từ bản thân của chúng ta, từ cái bài viết chia sẻ những nội dung hữu ích và gì ạ? Và cả những cái bài viết về sản phẩm nữa. Từ cái việc thu hút đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ nói chuyện với khách hàng thường xuyên. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với 50 người, ngày hôm sau chúng ta nói chuyện với 50 người khác, ngày hôm sau nữa chúng ta nói chuyện với 50 người khác nữa, ngày hôm sau nữa chúng ta nói chuyện gì ạ? Nói chuyện với 50 người mà chúng ta đã từng nói chuyện. Tức là chúng ta sẽ có những cái tệp khách hàng để chúng ta lặp lại cái việc tạo ra mối quan hệ tiếp theo. Các bạn hiểu không ạ? Thì các bạn hãy gì ạ? Hãy khai thác họ, những khách hàng tiềm năng này, chúng ta phải nói chuyện với họ nhiều hơn để xem nhu cầu của họ là gì, xem là giúp họ được điều gì, đúng không ạ? Và hỗ trợ họ được như thế nào, giúp họ giải quyết cái khó khăn của họ ra sao, thì họ sẽ trở thành khách hàng của bạn thôi. Các bạn hãy comment được nội dung mà các bạn đã học xuống phía dưới nhé. Hãy comment nội dung các bạn đã học được xuống bên dưới để cho những bạn vào sau có thể xem và theo dõi kịp cái livestream này. Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Được chưa ạ? Các bạn nếu mà các bạn đang bán hàng theo cách hiện tại thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Có những hôm thì bạn bán hàng rất là tốt, đúng không ạ? Những hôm bạn bán hàng rất là tốt. Có những hôm bạn bán được rất là nhiều đơn hàng, nhưng mà có những hôm bạn lại không bán được hàng, đúng không ạ? Thế thì cái gì ạ? Cái kết quả bán hàng của một ngày không thể nào nhân với 30 ngày, đúng không ạ? Vậy các bạn phải duy trì cái động lực, để các bạn bán hàng hiệu quả. Cái động lực để thôi thúc các bạn, mục tiêu của các bạn là gì, các bạn sẽ phải định hình cái mục tiêu đó để mà chúng ta luôn luôn gia tăng được cái động lực, Và khi mà các bạn có cái động lực thì các bạn gì ạ? Các bạn sẽ có cái năng lượng để các bạn làm việc. Xin chào Tiên. Đấy. Thế thì trong cái livestream này ngày hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn gì ạ? Cái thứ nhất là các bạn trang điểm Facebook. Hãy nhìn lại cái Facebook của mình đi. Hãy trang điểm lại cái Facebook của mình thật là chuyên nghiệp, thật là đẹp, thật là hấp dẫn và thật là thu hút. Để sau khi trang điểm Facebook của mình xong thì các bạn gì ạ, phải gia tăng tương tác cho nick Facebook của mình. Gia tăng tương tác bằng tay cũng được, bằng phần mềm cũng được, phải gia tăng tương tác. Nếu bạn thực sự muốn gì ạ, muốn chạy đua nhanh trên gì ạ, trên cái thị trường kinh doanh online thì bạn phải cần có công cụ hỗ trợ. Đấy là điều đương nhiên rồi. Bạn phải bỏ chi phí ra thì bạn sẽ gì ạ, bạn sẽ có kết quả nhanh hơn. Đấy là điều đương nhiên. Đấy, sau khi mà bạn gia tăng tương tác với khách hàng xong thì cái phần tiếp theo, phần quan trọng đó là gì ạ? Bạn phải chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng mỗi ngày. Cam kết với các bạn là khi mà các bạn một ngày mà các bạn có thể chăm sóc được 50, 100 khách hàng mỗi ngày thì chắc chắn một điều là ngày nào các bạn cũng sẽ có đơn hàng. Bởi vì các bạn biết rằng là khi mà bạn nói chuyện với khách hàng thường xuyên mỗi ngày thì cái sự gì ạ? Gia tăng cái mối quan hệ, gia tăng thân thiết với khách hàng nó sẽ trở nên sâu hơn. Bạn tìm hiểu với khách hàng nhiều hơn và gì ạ, khách hàng gia tăng được niềm tin với bạn nhiều hơn. Thì mỗi một ngày bạn nói chuyện với 50 10 người, tỷ lệ chốt đơn của bạn có thể là từ gì ạ, 2 đến 3 đơn hàng một ngày là chuyện bình thường. Vì là mỗi một ngày chúng ta sẽ có dần dần cái nấc thang gì ạ, khách hàng tiềm năng họ quan tâm tới mình, họ gì ạ, họ gia tăng cái mối quan hệ với mình, họ cảm thấy tin tưởng mình hơn. Tin tưởng từ chính cái gì ạ? Chính cái việc mình đã trang trí trên Facebook rất là đẹp rồi. Đấy, mình tin tưởng từ cái việc là mình đăng những cái bài viết rất là hấp dẫn, thu hút rồi. Đấy, và tin tưởng nữa là gì ạ? Mình nói chuyện với khách hàng thường xuyên rồi thì bạn sẽ có đơn hàng. Chắc chắn một điều là bạn sử dụng và khai thác một cách triệt để cái công cụ hỗ trợ để bạn có thể gia tăng đơn hàng nhiều hơn. Các bạn hiểu không ạ? Chứ còn nếu bạn làm thủ công, ok, bạn làm thủ công thì vẫn đạt được cái hiệu quả, nhưng mà rõ ràng là các bạn không thể nào mà tiếp cận được nhiều khách hàng, không thể nào mà chăm sóc gì ạ, nhiều khách hàng mỗi ngày được. Đấy, các bạn hãy gì ạ, hãy chăm sóc khách hàng mỗi ngày. Một ngày các bạn phải nào chăm sóc khách hàng từ 50 100 người, nhắn tin cho họ, xem họ đang vướng mắc ở đâu để hỗ trợ họ, xem họ đang khó khăn ở chỗ nào để giải quyết giúp họ, thì bạn sẽ có khách hàng. Và hơn hết là bạn có gì, có tình yêu của khách hàng, có niềm tin của khách hàng, họ sẽ gì ạ, họ sẽ là người dẫn dắt khách hàng đến cho bạn tiếp theo. Đấy mới thực sự là bán hàng đỉnh cao. Đấy mới thực sự là bán hàng đỉnh cao. Xin chào anh Minh Chí Vương. Được chưa? Thì trong cái livestream này mình chia sẻ với các bạn những cái nội dung rất là cơ bản, và các bạn sẽ hiểu được thêm rất là nhiều những cái nội dung kiến thức để hỗ trợ các bạn bán hàng online hiệu quả hơn trên Facebook. Thì các cái nội dung Hải Ninh chia sẻ, các bạn đang xem cái livestream này các bạn có thắc mắc gì không ạ? Nếu có thắc mắc gì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Xin chào Thủy Sang Trường. Nếu bạn thắc mắc gì các bạn hãy comment xuống phía dưới, mình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn. Mình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn. Nếu không có vướng mắc gì nữa thì mình sẽ kết thúc cái livestream này ở đây. Tất cả các bạn xem cái livestream này hoặc là các bạn xem các cái nội dung Hải Ninh chia sẻ, các bạn thấy hay, các bạn thấy hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream, chia sẻ các bài viết của Hải Ninh. Và các bạn sẽ học hỏi những kiến thức vô cùng giá trị để mà giúp cho cái việc bán hàng online trên Facebook của bạn đạt được cái hiệu quả cao hơn. Và chắc chắn rồi, khi mà các bạn có thêm kiến thức thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn có thêm kiến thức thì các bạn sẽ bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều. Và mình muốn kết thúc cái cuối của buổi livestream này, mình muốn chia sẻ với các bạn là gì ạ? Nếu mà các bạn không có kiến thức thì các bạn khó có thể bắt đầu. Nếu bạn không có kỹ năng thì bạn không thể nào đạt được hiệu quả. Và bạn không có công cụ thì bạn không thể nào duy trì được. Và bạn không có hệ thống thì bạn không thể lớn mạnh được. Đấy là cái lời mà mình nhắn nhủ với các bạn trong cuối cái livestream này ngày hôm nay. Nếu mà có công nghệ, các bạn hãy khai thác triệt để cái công nghệ này. Hãy đầu tư công nghệ để khai thác triệt để nó thì các bạn mới bán hàng online hiệu quả được. Bạn không thể nào đi bộ mà về đích nhanh bằng người gì ạ? Người ta đi xe máy, người ta đi ô tô. Đấy là một điều chắc chắn. Hãy đầu tư thông minh và khôn ngoan để gì ạ? Để bạn có doanh thu tăng lên, để bạn có lợi nhuận cao hơn, để bạn bán được nhiều đơn hàng hơn. Và chúc cho các bạn sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong cái quá trình bán hàng online trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái livestream này.